Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Thanh Đình Soccer cùng câu chuyện. Có thể với nhiều người là quen thuộc, nhưng tôi nghĩ rằng làm đi làm lại, làm tái làm hồi, làm rồi, vẫn nên làm nữa. Lionel Messi đã có danh hiệu đầu tiên trong áo của Inter Miami và sắp tới có thể sẽ là danh hiệu thứ hai. Messi trở thành cầu thủ có nhiều danh hiệu tập thể nhất trong lịch sử bóng đá. Sau trận bán kết siêu kịch tính vào rạng sáng ngày hôm nay với các cầu thủ Cincinnati, anh cũng lại chuẩn bị có khả năng sẽ bổ sung thêm một chiếc cúp nữa vào cái tủ danh hiệu đã quá khủng của mình. Mà thôi, chúng ta có lẽ cũng không cần quan tâm đến việc Messi đã ghi bao nhiêu bàn, đoạt bao nhiêu chiếc cúp. Messi là thiên tài, là huyền thoại, là một trong cầu thủ vĩ đại nhất trong thế giới bóng đá. Messi nói rằng anh đến Mỹ để tận hưởng, và chúng ta cũng vậy. Còn được xem Messi chơi bóng, đó là sự tận hưởng của hàng trăm triệu tín đồ môn túc cổ giáo trên hành tinh này. Mỗi một phút, một giây mà Messi ra sân, đó là một đặc ân với những fan bóng đá. Không có bất cứ cầu thủ nào tạo ra hết cảm xúc điên rồ này cho tới niềm vui khác vỡ òa như em Pulga. Cho dù đó là Ronaldo béo, đó là Rooney, đó là Zinedine Zidane hay thậm chí cả vua bóng đá Pele, nhiều khi, ở nhiều khía cạnh khác nhau cũng khó mà sánh bằng. Bởi làm gì có cầu thủ nào khi bị kèm không cho sút thì lùi xuống kiến tạo đẹp như một tiền vệ. Đồ hoàn hảo trong lối chơi của Messi là điều mà bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử cũng không có. Nhờ đó mà các hậu vệ đối phương nhìn Messi như một thần chết, có thể khiến họ hồn lìa khỏi xác bằng nhiều cách thức khác nhau, đó là ma thuật đến từ đôi chân của anh. Nhưng phải chăng các bạn đã quá ngán ngẩm vì phải nghe những lời khen Messi lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác? Thậm chí với anh, siêu phẩm cũng là điều quá bình thường. Đến kiến tạo cũng có thể trở thành một tuyệt tác nghệ thuật. Thế thì bây giờ, hãy nhìn vào cách sống tuyệt vời của anh bên ngoài sân cỏ. Trong bức ảnh Messi chơi trận chung kết ở đất Mỹ, vợ con anh ngồi ngay sát đường biên để cổ vũ. Anh đã quay sang để ăn mừng với vợ con mình. Bức ảnh này có thể đặt một chú thích vui theo trend trên mạng xã hội, đó là cuối tuần, trong khi nhiều ông bố khác vẫn đang ôm con nằm ngủ, thì có một ông bố vẫn đang đi lao động kiếm tiền nuôi con, cụ thể ở đây là đá bóng. Tất nhiên đó chỉ là nói vui, Messi bây giờ đã không còn cần tiền bạc và danh hiệu nữa. Điều mà Messi muốn ở hai chữ tận hưởng, đó là tận hưởng quãng thời gian được ở bên gia đình, được sống như một người bình thường, có thể đưa vợ đi chợ. Messi nói rằng tôi đến đây không chỉ để chơi bóng, mà còn vì những việc có thể làm hàng ngày với vợ con của tôi. Đến Mỹ, nơi mà bóng đá không phải môn thể thao số 1, Messi mới có thể đưa cô vợ Antonella cùng ba cậu nhóc là Thiago, Matteo và Ciro đi mua sắm tại một siêu thị, điều vốn không có khi được sống tại Paris hay tại những nơi khác mà mức độ cạnh tranh trong bóng đá quá khốc liệt chiếm hết thời gian của anh. Sang Mỹ chơi bóng thì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trình làng kiểu ăn mừng bàn thắng mới, mô phỏng theo những siêu anh hùng của Marvel. Người ta đã thấy Messi ăn mừng bàn thắng bằng cách giơ tay hút búa thần, rồi thì hai tay bắt chéo ở ngực, giống báo đen Black Panther. Xong lại bắn tơ rất ngầu như Spider-Man nữa. Với Messi, bất cứ hành động nào đều đáng giá, được trả công triệu đô, thậm chí cả chục triệu đô. Bởi chúng ta đều thấy sự lan tỏa của những fan mừng này mạnh mẽ ra sao. Ở đâu cũng có bài báo phân tích rằng tại sao Messi lại ăn mừng thế này, tại sao anh lại ăn mừng thế kia. Chỉ cần thế thôi là thương hiệu đã kiếm được bạc tỷ. Nhiều người đã đặt nghi vấn rằng huyền thoại người Argentina được vũ trụ Marvel trả tiền để quảng bá. Hoặc cũng có thể đặc biệt hơn, Lionel Messi biết đâu sẽ xuất hiện trong một dự án, một bộ phim siêu anh hùng nào đó. Giả sử đó là sự thật, mức độ hoành tráng sẽ vượt ra xa trí tưởng tượng của con người. Vậy mà không hề phải, tất cả chỉ đến từ yêu cầu của mấy ông nhóc ở nhà. Ba cậu con trai của tôi vẫn đang ở nhà, đang cho thời gian nghỉ hè và chưa phải đến trường. Và vì vậy chúng tôi xem phim siêu anh hùng Marvel vào mỗi buổi tối. Bọn nhóc đã đưa ra ý tưởng rằng mỗi khi xem phim gì thì sẽ học theo siêu nhân đó để ăn mừng. Và tôi đã làm như vậy để chiều lòng chúng. Hóa ra Messi vĩ đại thì cũng giống y hệt như ông bố khác bình thường trên khắp quãng đời này thôi. Cũng y chang như chúng ta. Thì mặc quần ngố, áo phông, đưa vợ đi chợ, tối về nhà chơi với con, xem phim cùng con và hưởng ứng theo những trò vui, nghịch ngợm mà chúng bày ra. Trong một cuộc phỏng vấn thì Lionel Messi từng nói rằng việc có những đứa con thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn lao trong cuộc đời của mình. Nhiều lần tôi cảm thấy ân hận vì không có nhiều thời gian dành cho con. Kết thúc một trận đấu, tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài việc trở về nhà và chơi với chúng. Đôi khi chúng cũng làm tôi phát điên lên đấy. Tôi cũng có những lần cáu gắt với con mình. Bỏ sang một bên sự nghiệp bóng đá, Messi có một cô vợ với tình yêu từ thời thanh mai trúc mã. Messi có những đứa nhóc cũng nghịch phá, cũng bày trò và đang lớn lên từng ngày. Sau tất cả rồi thì người đàn ông nào cũng sẽ đều nhận ra rằng những giây phút ở bên gia đình, bên các con luôn là quan trọng và tuyệt vời nhất. Messi cũng có khác gì hàng triệu ông bố trên này đâu. Như ông bố vẫn đang ngày ngày, đang phải học cách và phấn đấu để làm một ông bố tốt. Những ký ức với người bố sẽ theo đứa con đến cả cuộc đời. Chúng ta không thể đá bóng giỏi được như Messi, không có một sự nghiệp vĩ đại được như anh. Cơ mà chơi mấy cái trò vui vui với con ấy, kiểu như làm động tác siêu nhân Marvel này, thì ai cũng có khả năng làm được. Bạn chắc chắn sẽ không bao giờ đá bóng giỏi như Messi được, nhưng chắc chắn hoàn toàn có thể sẽ trở thành một ông bố ân cần và quan tâm đến các con giống như vậy. Và cũng đừng quên, hãy chu thủy với người yêu, với vợ. Trong cuốn sách có tên là Santaram,
Nhà văn David Dobos từng nói như thế này: sự nghiệp một người đàn ông sẽ thăng hoa rực rỡ nếu người phụ nữ bên cạnh anh ta thật sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở đây không phải thuộc phạm trù thể chất, mà là tinh thần, đó là cách sống. Nhiều vợ hay bạn gái của cầu thủ rất hay cư xử đầy tiêu cực khi bạn trai hay chồng của mình gặp trục trặc trong công việc. Antonella, vợ của Messi thì không thế. Khi Messi bị chỉ trích, bị bêu diếu, cô không bao giờ chửi người nọ, đá xoáy người khác. Người khác nghĩ là phải xù lông lên trên mạng xã hội thì mới là bảo vệ. Nhưng Antonella thì không nghĩ vậy. Cô chỉ tạo ra một bầu trời bình yên cho Messi để anh có thể an yên sau mỗi trận đấu đầy căng thẳng. Messi đã nói trong một bài phỏng vấn mới đây như sau: Antonella là tất cả với tôi. Có được cô ấy cho quãng đời này là điều tuyệt vời nhất mà tôi làm được. Cô ấy luôn đặt mình vào tâm trạng tốt và cách cô ấy đối mặt với các vấn đề rất đáng ngưỡng mộ. Antonella là một người rất thông minh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Dù cho thế giới mà Messi thuộc về có khác xa với thế giới của Antonella, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tình yêu của hai người dành cho nhau. Thế giới của Messi là những lời bình luận có cánh, có ánh đèn flash chớp nhoáng trong phòng báo, những chữ ký tặng cho fan hâm mộ, những tiếng hô vang gọi tên anh trên những khán đài đông nghịt người. Và cũng có không ít những nhọc nhằn với những bài báo thổi phồng sự thật hoặc đâm đặt sai lệch về con người anh. Trong khi đó, thế giới của Antonella lại lặng lẽ và khiêm nhường hơn rất nhiều. Mặc dù cô yêu một chàng trai cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất hành tinh, được hàng triệu người ngưỡng mộ và ghen tị, nhưng cô lại cứ bình tĩnh sống và bình yên để yêu. Chưa bao giờ Antonella phải lo lắng cho người đàn ông của mình sẽ chạy theo một bóng hồng khác, và cũng chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ cậu bé Messi viết bản cam kết tình yêu vào năm 9 tuổi. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu sự ồn ào thì tình yêu của Antonella dành cho Messi lại có bấy nhiêu sự bình yên. Và đáp lại, Messi chưa bao giờ phụ lòng vợ, anh rất trung thủy, chưa bao giờ có bất cứ scandal tình ái nào để cô phật lòng và buồn phiền. Vậy đấy, hãy sống như Messi, bạn có thể sẽ không trở thành một cầu thủ vĩ đại, nhưng sẽ là một người có nhân cách vĩ đại. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi thì cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ subscribe ngay kênh YouTube Thanh Đình Soccer, bấm chuông để nhận về những thông tin mới nhất, những câu chuyện đặc sắc nhất về thế giới túc cầu mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Wow!